Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục đi lên Lai Châu đi tuyển cho xăng. Nhưng mà lên đến trên này mưa rất là to, mình không vào được bản. Nên là mình sẽ trở lại về Tuyên Quang nha các bác nha. Cảnh ở đây khá là đẹp các bác nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Vào thời gian cũng khá là lâu rồi, do bệnh tật các kiểu với lại công việc gia đình của em thì lâu ngày em cũng chưa được lên video để các bác cùng theo dõi những dòng chó săn của em. Đấy, hiện tại là em đã trở lại về đến những ngôi nhà trước em đã từng ở. Cỏ đã mọc như này hết rồi. Khi sau đó một người đàn ông mà khi mình đang còn ở thì một căn nhà rất là sạch sẽ, mà đến khi không còn mình nữa thì xung quanh nhà màu hết cỏ rồi anh em ạ. Đây, để mình ở nhà để khách vừa có anh em bạn bè đến chơi. Bây giờ không còn mình nữa thì chỉ có còn lại một bãi cỏ ráp, một ngôi nhà nó như kiểu như ngôi nhà mà không có người ở. Hôm nay thì em tiếp tục về lấy con đai của em để lại về để ở lại với em. Cái số thời gian qua thì em đi khá là lâu rồi, em cho nó ở lại đây một mình thì nó cũng hơi gầy anh em ạ. Nên em đã cho nó về ở với em để cho nó ăn uống đầy đủ. Đấy. Em cũng rất là quan tâm đến nó, nhưng mà do cái công việc của em khá là bận nên là em chưa kịp để mang nó về ở lại với chủ để ăn uống đồng đều. Thì hôm nay em về quay một chút cái nhà này, nhà cửa của em này, trước kia em đã từng ở này. Đấy, bây giờ là ngôi nhà này thành một ngôi nhà hoang, vẫn có người ở nhưng mà vẫn có vợ con ở, nhưng mà nó thành nhà hoang. Đấy, xung quanh nhà rộng này anh em nhìn thấy chưa. Tôi sẽ chạp lấy trọng phong chứa luôn này chỉ mời dù lại chơi gần chia tao và thật chơi phát ta lên nọ nữa dù ý tụt xí chê dù tùa lại chê cú rong dạ lê dù tùa tùn anh tùa lại tiết xì mà dù hề tiền nhau tròn tiết tế nọ ý tụt xí chê rong lê cú chê tùa hề chì tù xì chá gá chê chá gá lọ chê tao và thật chơi phát lên nọ nữa tiết xì khó nọ chê cú chô yà lọ thay cho nè sai mình chỉ lên tờ xứ nữa khó tiết tiền để cú luôn này chê tê dọ yếu chì lọ lút chê này dọn gì lọ khó nọ chô yà lọ thay cho nè sai cú tê tao và thật chê một chò lú ba lút chê trọt chuồn thì phát lên nọ ô tao và thật chê tuôn trọt tà lên nọ. Đây, nhà mình là thành một bãi cỏ hoang dã, màu hết cỏ rồi anh em ạ. Đấy, cho các bác vào xem những cái thời điện mà em đang ở này, những cái vườn này này sạch sẽ này. Đấy, bây giờ nhà này nó cũng sẽ thành một nhà hoang rồi, về sau này tan nát một gia đình mà khi đã mỗi người một nơi như kiểu tan nát hết rồi thì người nhà nó cũng sẽ đi theo người luôn. Những chủ nhà mà đã từng chăm sóc một nhà một cửa giờ hiện tại là nó như này hết rồi. Đấy, nát hết chuồng gà chuồng lợn đi hết rồi. Không bao lâu nữa thì có khi là cũng đi theo mình hết. Ôi dồi, cả nhà vệ sinh các kiểu như này hết này. Đấy, thế mới biết cái cảnh mà như này là nếu mà những người mà đã từng biết suy nghĩ thì chắc nước mắt cũng phải rơi à. Nhưng còn những người mà đang muốn để hưởng những cái hoàn cảnh như này mới được thoải mái thì vẫn càng vui. Màu hết cỏ rồi anh em ạ. Đây, mình sẽ cho chúng chó mình về. Còn cái chuồng này có khi là vài một bữa nữa, nếu mà có ô tô, mình thuê ô tô một chuyến thì mình sẽ chở nó đi hết. Về sau nếu mình không ở ổn định thì mình sẽ bán đi. Đấy, mình sẽ bán để lấy tiền sắp vụn. Nhà cửa nó rậm thế như này à. Thì video của em sáng nay em quay đến đây cho nhá. Em xin chào tất cả các bác cùng theo dõi những kênh Cú Người Rừng. Mong tất cả những anh em ai đã quan tâm đến thì hãy ủng hộ em và theo dõi kênh ủng hộ em nhá. Em theo dõi những thì gáp bếp của em này. Ôi dồi ôi, đây một đống thì gáp bếp này. Đấy,
Ông bà mình làm ăn rất là khổ luôn, nhưng mà cũng không biết là mang một chút đi cho ông bà. Do là mình cũng rất là bận, khi mình về thì món thịt của mình thì nó như này hết rồi. Chả biết bây giờ còn nên ăn nữa không các bác ạ. Đấy. Nếu không thì chỉ có nấu canh cho chó thôi anh em nhé. Tuy mình bỏ những gì ở trong cái gia đình này mình không lấy, nhưng mà giờ lúc này là nó cũng chỉ gọi là đi theo chủ đi hết rồi. Mình đi đến đâu thì những món đồ mình đã từng làm ra thì chắc cũng đi theo mình hết. Về sau đến lừa con cái của mình thì chắc cũng không còn gì nữa anh em ạ. Nhưng số phận nó đã đến tận đấy rồi thì mình cũng chấp nhận thôi anh em nhé. Đấy. Mấy mùa hoàng cảnh trong gia đình thì nếu hiểu nói về cái mà hiểu nhau thì nó rất là dễ, không hiểu nhau thì cũng khó lắm. Mình thì đam mê, mình muốn làm những gì để kiếm được tiền để mấy cái cuộc sống mình ổn định, nhưng mà vợ với con thì nó lại không suy nghĩ cái tầm như mình thì chấp nhận thôi, còn vợ con thì nó chỉ muốn là ngày đi làm lương bình thường, đi kiếm sống và đi ăn bình thường, đi vay mượn chịu những lít xăng đi lên núi thì mình cũng không thể làm được anh em ạ. Sau đó là video của em ngắt này tại đây nhá. Mai kia là em sẽ vào chuyển những cái đồ này về dưới nhà em đang thuê. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mai em tiếp tục vào trong bảng để đi xem con chó sang dáng đẳng cấp nhất ở trong khu xã của em. Nhưng mà đây là một cái thôn ở trên núi mà cao nhất, nghe chừng là rất là có tiếng rồi, nhưng mà hôm nay là này, chính thực tế hôm nay đưa các bác vào xem video thực tế luôn nha, để xem nó như nào. Ui dồi ôi, đường đi rất là vất vả các bác ạ. Đấy, các bác ai cũng nói là chó đàn chó lừa có nhiều, thế mình thấy ở trong hội mua bán chó sang rất là nhiều người mua được một chú chó về mình nhìn thực tế, nhưng còn con chó còn đang buồn, còn chưa quen, thế là anh em chửi nhau phốt nhau suốt, ném luôn cả con chuột con dáng về trước mặt để nhử con chó như vậy. Đấy, mình cũng thấy cái trường hợp anh em tuyển chó này anh em cũng chưa hiểu về chó, cực kỳ khổ luôn các bác nhá. Khi mình mua hoặc là tuyển chó thì mình phải hiểu về con chó, nên là mình sẽ tuyển về mình phải nuôi cái thời gian khá lâu mình mới cho nó nhử mùi. Có những con nó va chạm nhiều rồi ấy, thì không cần, con chưa va chạm thì anh em mua về phát anh em bắt làm việc luôn thì chắc là cũng khó, bởi vì mình cũng dính cái trường hợp này rất là nhiều rồi các bác ạ. Ra máy đi rồi mới có đi qua được nha. Tùa bất sơ cái tùa ô hành thể xua tao tớ nào tớ hành thể xua ấy ô cái lớp gì đấy ô ô bắt cái tờ lấy là tớ năng là thì khuyết chiến ô bắt đầu mình đi là cái chưa tao nào có mắc khí đấy nó ta đấy tao xem gì lúc đi chả lo cái này chắc cái vô lại chắc cái lù ô thì cái vô mồ cái
chú cái gì cho ôi cho luôn lớn ăn tao lấy giật lấy thế được thế nào sao tôi cố cái tí thật cho anh ô ô là một khó hiểu ta một tờ chắc chỉ năng này sửa lớn một buổi như cho đi lớn cho đi ha cảm ơn cảm ơn loại giờ khi tôi dùng hay khi cũng quay giờ cho giờ may xe tôi dùng hay may có nhiều đây nha các bác nha, cho các bác vào xem em chú chó màu vẹn sáng dáng rất là đẳng cấp luôn, thì mùi xa nha anh em nha. Hôm nay được ông chú này bảo lên quay cho ông chú xem một chút. Có số đó đấy là chúng là ô thật lý ấy, ở đây trở lên ăn nó giờ y gió chăm hơn tôi nhỉ mà giờ cho giờ chúng ta tiếp cho tôi một lời này giật lấy xanh xe đây à khi giờ khi có khi tao cái lật khi có một thì cái chuyện đấy hay cho lục ấy à khi đó là chơi gặp bục gì khi đó là chơi gặp bục gì coi hả nên sửa là lấy tao bay xuống là trên nào cái lấy xuống là trên nào trên nào trên nào rồi trên nào lấy thì không thà cái đại lễ mình trong quá trình tiếp long sinh sự thủ đi đi giáo dục à tiếp long sinh ồ xong là lễ lan lan chơi thôi chào cái chào này à chào luôn à lễ lan mình của tôi hả đó ừ cho chú năng cho chú sang mà cái lo sang mình của chúng ta năng hoạt động chú năng nữa bố lão thì mà đến chùa là sự tự chơi ha, cái tổ số số là. Tổ số mà đang trong năm tháng năm, chúng tôi năm tỷ tỷ rồi nè. Thì mà. Nên là tỷ là tôi đến làm lên là chứ. Năm tỷ mấy tỷ, tỷ ông năm số lục tỷ. Ồ, ở đây mà, nhà hàng trong nhà tổ lâm mấy năng này tôi cho là, tôi bị giáng đấy mà. À, lấy tôi vừa thấy ô, hay là các cụ đang cũng đang đóng tiền kia, các cụ đang đi tổ ra, đang tiền tháo con đường tổ, giờ xong tiền đó luôn rồi. Ồ. Thử ăn thế đi. Cho này tổn nữa bộ. Thằng nó đó, thằng sẽ mang ra cho sửa bà thế. Cái này mà chứ cần thế á. Cái cháu hình dân để tí 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 mà dân để cho tổn thế á. Cho bởi tôi quay cho tổn thế bỏ đi quyết định hay là hồn này bỏ. Rồi giờ muốn ăn hồ na lòng. Ít phụ nữ sao muốn trả lòng, trả phụ nữ lấy cái bò bò. Bò nó bò để ta cái mặt trả nó này. Ta mới nung thì này lo ốc phía lo ít tuổi rồi mới chú sang tặng một cái một sao cho một đàn. Chú trả tặng sao lòng cho nó phang lên trong bò chúng tôi lo chứ. Tủ mấy tủ đang xuất hiện. Tủ mấy tủ đó tủ đó đã chẳng đâu mấy tủ na tủ mới chú làm tết đặt lo anh khác rồi. Cái cái thà ra rõ cái quả quen này, thà rõ quen này lo thì không bù bắt cho rõ tao thế mà. À, là ta xuất hiện. Bắt thà rõ đấy. Mình lao dùng được à? Là đang những giờ này tốt khó quyền mua mình giống muốn khai hàng tại những giờ nào mình tốt khó khó cũng mua vì chúng nó một cây lớn chúng nó chặt cây đấy chúng nó cũng hạt lấy mấy lớn trong một tình chú là cái nhà trong này tình chú đó à do những giờ nào một cây này còn còn giống được à? Những giờ nào hạt có cũng mè không gì thì nó cũng yếu mè nhưng mà tao cái giờ cho sửa sao cho ít là cho sửa thế sao bị phanh rồi là cái mang là sao bị phanh quá in rồi à cho bao nhiêu giờ nó bị cho sao chính thế lòng giờ tổn sao xuống là ta dùng hô tao cái cây đấy bò tiếng gì na giờ tổ tiên thì tôi cái này mua cái mà mang mấy tiếng cái giờ cho thì cho cái giờ cho in rồi thế cho sửa bị phanh rồi chẳng mà à từ đã có vấn đề à bò cái cái chú cha vậy nào mua vậy cái tao kêu tao này tao bán tiền nào cho một cháu cháu một cổ thu hết bò ồ để một tiền nó hai cũng là chỉ chọn cho vậy con tao bớt tiền vậy con một linh cho là cũng gì là chính cho thu tao cũng gì à mong cho người chú nào đấy để đặt cho này ồ cái chợ cho rồi chợ cho rồi sẽ quen thấy là thế à
好要做干嘞。要收噻。早点点，多捞来点。对。等那我倒贴点呐。这两批多就分分都捞好了，要了。但爷爷要干啦，没木刀噶。你要盐啦，木子黑。老了点呐。这是炒到多香。哦，都等来，都煮来嘞。慢慢摆上来。这个嘞。叫我等呐。哦。你诶，同我讲啊，你对那啲抓老板，但对那只撮布啊，抓对一堆把狗的布弄住。哎呦，啊个有个。哦，手那么爱拉手嘛手那。抓对一堆那种抓了，布了种抓了，那个嘛几唔丢。搬了干药嘞呀！这路在东，没有搞叫木老虎椒么？切，我像我青过呢，又整一单，尿尿又唔差得搞叫木虎椒啦。也俺那盐做干么呢？没木该捞，也没木来弄手指盐啦。这都又整木鸡了，带木上定盐啦。后面定上对嘞。因为木就捞到那干哈嘛，搞到来捞到那干哈嘛。捞到那干哈？几路？都搬在哪路？我在东高路啊。喂，大总。恁那家该哪种啊？种地鸡哟，种地鸡嘛，都弄。也都来，也弄都来只穷个，他妈也来那时，也都来来了哈。也到，要等那那是过当，也到等那来只穷种的。哦，来来只穷个啊。对那一亩一菜，一亩地种种也老子土也老多。哎，不要那么快进，没药提蛋菜，个都也多了，只能才不药了。多钱吗？多钱条，那多个多大？那多多多大海？好像六角呢。哦。我们个怪张非常五个山啊，多少地啊？那多多六角海。哦哦，还个一条湖椒。还条湖椒是湖边呀。先捞你们喂。嗯。干嘛烤的呢？因为大概说大概就多么是吧？搿只晒那个鸟还晒那只撮老人，搿只鸟没洗老晒条子那嘛？八哥搿里吗？哦，那最晒那个老鬼路个呀？有铁啊！哎，搿帮伢当准备点。Con này thì đang cất luôn, nhưng mà mình muốn để test một chút cho anh em xem cái độ đi hơi nha. Cái hôm mà mình quay chỗ đi cái đóng nương mà nó đi ấy, đây đang là đấy là theo hoa hủ châu. Theo khá xa luôn anh em ạ. Giờ con này thì yếu ạ, đi hơi kém. Yếu thiệt à? Con này nói về độ anh em ở gần đây thì không phải test luôn rồi ấy. Nhưng mà còn một số anh em ở xa đang cần test để xem những video theo hơi như nào thì mình mới làm những video cho anh em theo dõi. Mới ôi lớp đi tới cái lớp tuần tới thì bên này nếp quá trời lửa ở đây nếu mà giống là chùa là ô ô thôi coi nhá nè ô một tay rồi đấy à để giờ tí mà tụi con ô cái bùa tớ tớ cái mũ
Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em tiếp tục vào test con chó dáng giỏi nhất ở cái khu của em ở đây. Con chó này thì nói chung ra là không biết là nó độ giỏi của nó như nào, nhưng mà cái độ vào rừng thì khẳng định với anh em là anh em chỉ có thích thôi. Nghe ở đây cũng rất là nhiều người người ta nói, nhưng mà vụ này nó sang được có hơn 30 con thì chủ này là nó cũng có công việc rất là nhiều, sang được hơn 30 con thôi. Đấy, nhưng mà tìm xa quá thì có số dáng nhỏ nó không trống là nó thỉnh thoảng nó cũng cắn một vài phát. Nên cái độ mà như chủ vừa nói xong về để là về mà thấy dáng mà không theo ấy, thì chủ thẳng bảo cho 100% luôn. Còn cái độ về mà đi xa quá là anh em không kịp mà nó đã cán dáng thì anh em phải chịu cái trách nhiệm đấy, là chủ không chịu cho. Đây, cái phần này là cái tính con chó nào đuổi giỏi là nó cũng, nếu mà dám mà không trúng nữa, không chống lại thì nó cũng sẽ cán một vài phát. Bây giờ để ra để mình test luôn nha, làm xem nó theo như nào. Cái hôm mà chủ mang đi thì nó theo khá là xa anh em ạ. Hôm mà mình gửi anh video cho anh em xem ở chỗ cái nương con Quang ấy, chủ hôm đấy là chủ ba bảo bắt được 5 con, 3 con hổ trâu với 2 con hổ bình. Lồng lá thì hết đi luôn. Hả? Nên cái nó hay này hay này lớp là cái tối gì à? Đấy, không cần vào đâu, để nó từ đi xem. Một lần thêm một số mà. Nhanh lắm. Ô sai luôn á. Nhắc cầm á. Nghe lời phết. Nhắc cầm cái à? Nhắc cầm á. Thả được tận 20 phút nữa anh em nhé. Không đâu, chủ đang vội nên là mình cũng chỉ gọi là đừng như thế thôi. Đấy. Chó này phải đeo chuông, không đeo chuông là không được nữa. Đấy. Thế nên không thế mà. Chó rất là người lời luôn nha, nhưng mà đi xa mình không kịp thì nó mới cán thôi anh em ạ. Qua một phát là nó ngừng lại luôn. Cho xa số là một giờ tàu xa rồi cả. Muốn dần xa số là một giờ tàu xa chơi dần tí là giờ không thấy là tàu kìm á. Rất là không thế nào mà tối cả. Nà tì tì hô cả. Nó lại nàng mày à, nàng mày nó lại tốt, chê tốt khóc kìa tùn dữ lê, hẹt tù mà. Nó lại. Thế tiên của mặt trời hô. Dạ. Chắc là tụi nó đi mà chờ đâu, chờ tụi đâu. Giờ lấy rong mà tụi lên đâu xuống luôn. Ồ, xuân rồi đã chạy mùa cả. Thôi tụi nó bò. Ồ, chơi nàng này bò. Ồ, này sẽ nhả nàng là.
ai tao chúng chưa mua hồ cho hết ta. Nó bị tổ cho ha. Bắt đầu hồ cho tới tao lục thế cả. Ô kinh tao bị kinh nào mà. Bị kinh ao cả. Ao thằng tổ chức cho mà. Ô lẹ này tổ tổ ra chữ đi. Cái chữ đi này tổ này. Nó có cái nó không có cái gì 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 sẽ được đến gì mà chứ là sửa sửa cho cái gì mà nhìn nhỏ nè nên thấy lớn năng lũ lớn năng đấy rồi nếu mà thấy xong để tổ chức cái à ồ sẽ xanh ha thế nào Ô. Go go shoot 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 no 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 go 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 no 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 shoot shoot no 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 shoot 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 chặt lắc kìa, ở đây chặt nhà bà lắc cả, là sư anh đi bao à? Mù lấp bê tông rồi, giờ lê lê na lê lê mà. Ồ, thì giống là cái tủ na. Cái tập bao chế na, shoot 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 shoot